Xin chào quý vị và các bạn, chưa bao giờ buổi họp báo trong một trận đấu có đội tuyển Việt Nam lại nóng bỏng như buổi họp báo trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đối thủ Indonesia. Mở đầu buổi họp báo, người ta đã thấy sự căng thẳng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phần nào làm cho người hâm mộ hiểu vì sao sự quan trọng của trận đấu ngày mai lại được đẩy lên cao đến thế. Huấn luyện viên người Hàn Quốc của chúng ta nói, trận ngày mai mang ý nghĩa rất quan trọng. Hợp đồng giữa tôi với VFF sắp kết thúc. Nếu thua thì đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nếu thắng tôi còn 2 trận nữa ở chung kết. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất để trận đấu ngày mai không phải hối hận. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã mở đầu cuộc họp báo với thông điệp hết sức rõ ràng. Như chúng ta đã biết, gần đây huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên đồng hương Shin Tae-yong đã không bắt tay nhau trước, sau mỗi trận đấu và cả trong các buổi họp báo nữa. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang có thành tích ấn tượng hơn so với ông Shin Tae-yong. Nhưng một câu hỏi đặt ra với thầy Park lúc này là có phải đội bóng của ông Shin Tae-yong đang tiến bộ lên và đang mạnh lên? Một câu hỏi đã được đặt ra sau trận đấu lượt đi và giờ nó lại tiếp tục được đặt ra trước trận đấu lượt về. Trong đó, các phóng viên đặt ra câu hỏi, phải chăng ông Shin Tae-yong đã quá tự tin khi nói rằng Indonesia của ông có trình độ ngang bằng với Việt Nam? Trước câu hỏi này, thầy Park đã trả lời, là huấn luyện viên trưởng thì phải chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. Huấn luyện viên cũng nên chứng minh bằng kết quả của trận đấu chứ không nên nói thế. Tôi không có thói quen đánh giá về huấn luyện viên và đội bóng khác. Đúng là tuyển Indonesia giờ mạnh hơn trước, nhưng tôi nhấn mạnh là họ hãy chứng minh bằng kết quả trận đấu ngày mai. Nếu tôi thua thì tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn chúng tôi thắng thì huấn luyện viên đội bạn đừng nói như vậy nữa. Nói về câu chuyện của những huấn luyện viên Hàn Quốc đang thi đấu ở giải AFF Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã không thể che giấu được niềm tự hào. Cùng là huấn luyện viên Hàn Quốc nên việc tôi đánh giá đối phương sẽ không phù hợp. Huấn luyện viên Shin có năng lực và điều này đã được chứng minh trong quá khứ. 2 năm qua, ông Shin cũng đưa Indonesia phát triển vượt bậc. Hôm qua, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên Hàn Quốc, ông Kim Bangon, đã thắng Thái Lan 1-0 ở bán kết lượt đi. Tôi cảm thấy rất tự hào về kết quả tốt của các huấn luyện viên Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Trong 5 năm qua, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi đã có một đội ngũ trợ lý tốt. Cũng cần nói thêm rằng kết quả chúng tôi đạt được là giá trị tạo ra từ sự nỗ lực. Tôi luôn cố gắng từng giây, từng phút ở cả đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia, giúp từng đội bóng phát triển. Vì vậy, việc đánh giá về tôi hay đội tuyển là việc của người hâm mộ. Có khá nhiều những bất đồng giữa huấn luyện viên Shin Tae-yong và Park Hang-seo, nhưng cả hai đã từng chung quan điểm về việc nên sử dụng VAR ở những kỳ AFF Cup. Điều này lại được đặt ra trước trận đấu lượt về. Tôi nghĩ nếu áp dụng VAR thì chất lượng giải sẽ tốt hơn, trọng tài cũng là con người, những thời điểm tình huống xảy ra nhanh có thể mắc lỗi. VAR sẽ làm giảm bớt sai sót của trọng tài, đó cũng là xu thế của bóng đá thế giới. World Cup vừa rồi không chỉ áp dụng VAR mà còn hệ thống máy tính bán tự động. Nếu AFF Cup dùng VAR thì hợp xu thế thế giới và hạn chế sai sót trong các trận đấu. Tất nhiên, câu hỏi cuối cùng luôn là mục tiêu trong trận đấu vào ngày mai, vì kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất như chính thầy Park đã nói. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ghi bàn hiệp 1 hay hiệp 2 không quan trọng, điều quan trọng là ghi bàn và thắng trận mà không phải nhận bàn thua. Tôi luôn yêu cầu cầu thủ cố gắng ghi bàn, tận dụng mọi cơ hội mà họ có. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19:30 ngày mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.